Thưa quý vị, nhắc đến các trụ ATM thì phần lớn chúng ta đều nghe đến thủ đoạn chiếm quyền sử dụng của khách hàng để trộm cắp tài sản, rất ít khi xảy ra việc đập phá vì rất dễ bị phát hiện. Thế nhưng vụ việc tại một trụ ATM ở trung tâm thành phố Đà Nẵng vào ngày 23 tháng 3 vừa qua đã chỉ ra một bài học đắt giá cho các ngân hàng khi còn xem nhẹ việc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống an ninh tại các cây ATM. Thông tin về cây ATM trên đường Lê Duẩn của một ngân hàng bị kẻ gian đập phá lấy đi toàn bộ số tiền bên trong khiến cả thành phố Đà Nẵng ngỡ ngàng. Trước sự cấp bách của vụ việc, Công an quận Hải Châu đã khẩn trương tổ chức lực lượng truy xét nóng. Dấu vết để lại hiện trường dường như không có. Thủ đoạn manh động của đối tượng đập phá trụ ATM lấy hai hộp đựng tiền đã gây không ít khó khăn cho lực lượng công an. Có một số dấu vết quan trọng mà đối tượng vô đã để lại. Thì từ những cái nội dung này cũng như là áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã xác định lần này được dấu vết của đối tượng nghi vấn để thực hiện hành vi này. Nên tôi tổ chức tiến hành các lực lượng đấu tranh và xác minh và truy xét đến cùng. Công an quận Hải Châu cũng đã chủ động trao đổi thông tin nhờ phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh Phú Yên và lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Phú Yên chốt chặn, đón lõng và bắt đối tượng trên xe khách khi đối tượng đang trên đường di chuyển cùng với xe khách này. Sau 18 giờ vào cuộc, thủ phạm Nguyễn Quốc Nhật, 36 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ đã bị bắt giữ và di lý về Đà Nẵng. Tại cơ quan công an, Nhật thừa nhận do bị thua lỗ khi đầu tư vào tiền ảo không có khả năng chi trả, nên đã nảy sinh ý định đục phá ATM trên đường Lê Duẩn, qua đó trộm cắp số tiền hơn 175 triệu đồng để trả nợ và tiêu xài. Sau quá trình nghiên cứu thì rạng sáng ngày 23 tháng 3 năm 2023, tôi có cầm máy cắt sắt ở nhà đến cây ATM ở đối diện 41 Lê Duẩn, trường Đại học Đà Nẵng và cắt phá máy ATM để lấy số tiền bên trong. Cứ nghĩ là trả dứt cái món nợ của người thân xong rồi mình sẽ ra chịu án trước pháp luật. Nhưng mà không nghĩ tới cái cảnh là nạp vào một số tiền lớn, chưa kịp lấy lại vốn thì tôi thấy. Thành ra là nợ chồng nợ, án chồng án. Điều đáng nói ở đây, mặc dù đây là trụ ATM nằm ở trung tâm thành phố, nhưng đối tượng Nhật đã thử cắt điện nhiều lần, vẫn không có đơn vị kiểm tra. Thậm chí không có báo động về sự cố khiến đối tượng càng yên tâm để thực hiện hành vi trộm cắp lúc rạng sáng. Đề nghị các ngân hàng cho kiểm tra rà soát lại toàn bộ cái trạm ATM đặt lưu động trên các tuyến phố, đặc biệt là cái hệ thống điện để dẫn vào cái nguồn và kết nối hệ thống camera, kết nối hệ thống ánh sáng tại các trụ ATM này. Chúng tôi cảnh khuyến cáo là nên kết nối với lực lượng công an gần nhất về hệ thống báo động. Khi có cái vụ việc tương tự xảy ra thì cái lực lượng công an sẽ có tiếng phát hiện và hỗ trợ kịp thời ngăn chặn các đối tượng. Đồng thời là cũng nên nghiên cứu cái hệ thống ánh sáng tự động. Khi mà người vào người ra thì phát sáng lên để đối tượng cũng có thể là e dè bớt, hoặc là hệ thống báo động tại chỗ khi mà các đối tượng xâm hại và cái khác xác đựng tiền. Qua vụ việc này cho thấy sự cẩn trọng cảnh giác sẽ không bao giờ là thừa để giúp các cơ quan doanh nghiệp tự bảo vệ tài sản của mình trước những nguy cơ của các loại tội phạm, tránh việc tạo điều kiện cho các đối tượng xấu có cơ hội để thực hiện hành vi gây mất an ninh trật tự của địa phương.